Và Alan đã đưa cho mình một cái lockpick để mở cánh cửa này. À, zombie. Wow. Tại sao anh chàng nít này không có súng lục nhá? Mà mình phải nhặt cái súng lục ở đây. Alan cũng ra được rồi kìa. Nhưng anh ta đã bị mất bình tĩnh vì đã thấy rất là nhiều zombie ở đây. Nick đã suy nghĩ là có lẽ cái lockpick mà Alan đưa cho anh ta là của cô bé Molly. Trong đầu anh ta suy nghĩ như vậy thôi. Và anh ta suy nghĩ là mình sẽ đi lại cái khúc sông, cái khúc sông nơi mà cô bé Molly đã ngất xỉu để tìm kiếm. Bây giờ mình sẽ đi tìm nha. Handgun bullet, đạn handgun. Đó là một căn phòng safe game. Dual key. Cần một cái chìa khóa ống cống để mở cánh cửa đó. Ngõ cụt. À, đây là ngõ cụt rồi. Đây con đường nè. Ơ kìa, đúng rồi, mình nhìn bên kia là mình thấy anh chàng mặc áo trắng cùng với cô bé Molly. Sao để qua đó? Hướng này, hướng này. Và đây là một cô gái à, không phải là một chàng trai. Và cô ta đã nói rằng Molly là con gái của cô ta. À, thì ra là vậy. Cô ta đã giải thích lý do mà Molly bị ngất xỉu có thể là do virus. Molly đã bị nhiễm virus. Cái gì vậy? Ủa tại sao mình... Ủa mình bấm cái gì mà mình vào cái bệnh viện vậy ta? What happened here? Trời ơi. Mình nói tới đâu mình quên mất tiêu rồi ta. Mẹ của Molly. Mẹ của Molly nói là Molly đã bị nhiễm một cái virus tên là T-virus. Và trong bệnh viện này có thuốc. Bà ấy nói trong bệnh viện này có thuốc giải. Và bệnh viện này có 3 lầu. Bây giờ mình đang ở tầng thứ nhất. Mình đang ở tầng trệt chứ. Ok, mình sẽ tìm hết cái bệnh viện này để lấy vaccine về cho Molly. Ở trên đó không có gì hết. À, tầng 4 đi. 4 có gì? Cái gì gì? Một con liquor ở đây. Cái điều mình không hiểu đó là tại sao mình xuất hiện ở trước cửa bệnh viện khi mình nói chuyện với cái bịch rác.
vải nồi, chiếc room key. Vải nồi thật luôn á. Bên đây có gì không? Ôi, bên đây không có gì hết. Ok, vậy đi cho nó lạnh để cắn mình. Sử dụng luôn đi, mình bị cắn mấy phát rồi, với lại cũng hết chỗ rồi. Mình vừa mới sử dụng một cái chìa khóa vaccine base. À, đã có cái vaccine ở đây rồi. Vaccine ở trên tầng 4F của bệnh viện. Tầng 1F. Tầng 1F là quay về chỗ cũ rồi. Về căn phòng cũ. B3 là xuống tầng hầm. Ơi. Không thế. Mình đang ở tầng B3 nha. Cái ba là ở dưới tầng hầm á. Ở đây có một con Licker. Nhưng mà sao hết. Vaccine medium không đủ khoảng trống á. Để có một cái thuốc nào mình sử dụng luôn nha. Kết hợp cái vaccine base và cái vaccine medium lại, chúng ta có một cây vaccine. Ok, mình đã có vaccine rồi. Bây giờ thì sẽ đưa cho cô bé Molly cái vaccine này. Dạ, hơi đông nha, hơi đông nha, nhưng mà không sao. Tầng 1 nha. Check game cái. Ok. Ủa, bên đây mình chưa đi đúng không? Ở bên đây đâu có cửa đâu. Vậy là xong rồi, vậy là xong cái bệnh viện rồi. Khi nãy mình không biết tại sao mình lại xuất hiện ở bệnh viện luôn. Rồi quay về cái khúc sông. Cánh cửa vào đâu vậy? Phòng save game à? Đây chỉ là một căn phòng save game thôi. Rồi cái khúc sông đâu? Đây đúng không? Chó cơ.
Vậy à bạn. Wow, cắn. Chó thì di chuyển hơi nhanh nha, mà nó cũng không thông minh lắm. Ủa rồi cái khúc sông đâu? Đây đúng không? Đi xuống đây đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi mình đã tìm được đường rồi. May quá. Đây cái khúc sông đây, nơi cô bé Molly đã ngất xỉu. Khi nãy mình quên nhặt cái gì đây? Tool key à? Toby không tình yêu. Ủa chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Hết game mà. Vừa rồi là một pha hết game nha các bạn. Game này vẫn trong giai đoạn phát triển và đây chỉ là bản demo thôi.